United States Steel Corporation, thường được gọi là USS, là nhà sản xuất thép tích hợp của Mỹ có trụ sở tại Pittsburgh, Pennsylvania, với hoạt động sản xuất chủ yếu ở Hoa Kỳ và Trung Âu. Công ty sản xuất và bán các sản phẩm thép, bao gồm các sản phẩm thép cán phẳng và thép ống cho khách hàng trong các ngành công nghiệp ô tô, xây dựng, tiêu dùng, điện, thiết bị công nghiệp, phân phối và năng lượng. Hoạt động cũng bao gồm các cơ sở sản xuất quặng sắt và than cốc, là một trong những tập đoàn thép lớn nhất và có uy tín trên toàn cầu. Được thành lập vào cuối thế kỷ 19, USS đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp thép của Hoa Kỳ. Tập đoàn này được thành lập vào năm 1901 đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty lớn nhất và giàu có nhất thế giới vào thời điểm đó. Sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty này không chỉ là kết quả của sự mạnh mẽ của ngành công nghiệp thép của Mỹ mà còn là do chiến lược mua lại nhiều công ty thép khác trong thời kỳ tiến công công nghiệp. USS đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm các cầu, tòa nhà và hệ thống đường sắt. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới, USS đã chuyển hướng sản xuất của mình để hỗ trợ nỗ lực chiến đấu và tái thiết sau chiến tranh. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, Tập đoàn Thép Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong ngành công nghiệp thép, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Công ty này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc trong quản lý sản xuất và kinh doanh, giúp họ thích ứng với sự thay đổi trong thị trường và công nghệ. Lịch sử hình thành. Trên một nền tảng của chiến lược J.P. Morgan, một trong những nhà tài phiệt hàng đầu của thế kỷ 20, đã chủ động khởi xướng một cuộc sáp nhập kỳ lạ vào ngày 2 tháng 3 năm 1901, mặc dù chính xác là vào ngày 25 tháng 2 năm 1901. Điều này không chỉ là một cuộc sáp nhập thông thường, mà còn là một cú hích mạnh mẽ trong cuộc đua quyền lực giữa các ông trùm công nghiệp lớn nhất thời đại. Morgan không ngần ngại tài trợ cho việc hợp nhất của công ty thép Carnegie của Andrew Carnegie với công ty thép liên bang của Albert Gary và công ty thép quốc gia của William Henry Moore. Với một con số không tưởng là 492 triệu đô la Mỹ, tương đương 17,3 tỷ đô la Mỹ ngày nay. Được tạo ra từ cuộc sáp nhập này, USS không chỉ trở thành một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất mà còn là tập đoàn lớn nhất trên toàn cầu. Với một vốn hóa khủng khiếp lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 49,2 tỷ đô la Mỹ ngày nay, khiến nó trở thành tập đoàn tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Đặt trụ sở tại tòa nhà Empire tại 71 Broadway, thành phố New York, USS không chỉ làm chủ tòa nhà này mà còn ghi dấu ấn của sự quyền lực và thịnh vượng trong 75 năm tiếp theo. Charlie Schwab, giám đốc điều hành của Carnegie Steel, người đã nảy ra ý tưởng của cuộc sáp nhập này, đã leo lên vị trí chủ tịch đầu tiên của tập đoàn mới, tạo nên một cú sốc lớn trong thế giới kinh doanh và chính trị. Năm 1907, trong một đòn đánh chiến lược, Tập đoàn Thép Hoa Kỳ quyết định thâu tóm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, công ty than, sắt và đường sắt Tennessee, một động thái mang tính chất làm lay chuyển nền công nghiệp thép. Công ty Tennessee, với trụ sở chính tại Birmingham, Alabama, đã đứng trong số những tên tuổi hàng đầu trong ngành, làm chao đảo thị trường với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Sau cuộc sáp nhập, Tennessee đã mất vị thế trong chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, được thay thế bởi một ông lớn khác, công ty General Electric, một biểu tượng của sự tiến bộ công nghệ và quyền lực tài chính. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đã không chịu thua cuộc, cố gắng sử dụng luật chống độc quyền liên bang để phân chia và tách USS vào năm 1911, cùng năm mà Standard Oil cũng bị chia tách. Nhưng những nỗ lực này cuối cùng đã gục ngã trước bức tường sắt quyền lực của USS trong thế giới kinh doanh. Từ năm 1902, năm đánh dấu sự hoạt động đầy đủ đầu tiên của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ, tới năm 2001, tập đoàn này đã trải qua một cuộc hành trình đầy biến động. Từ việc sản xuất 67% tổng lượng thép của Mỹ, USS đã trải qua sự suy giảm, chỉ còn sản xuất hơn 8% so với ngày nắng đẹp của năm 1902. Một con số thấp thảm khiến cho người ta phải tự hỏi về tương lai của người khổng lồ thép này. Theo tác giả Douglas Blackmore trong cuốn Slavery by Another Name, sự phát triển của USS và các công ty con không chỉ là kết quả của sức lao động mạnh mẽ, mà còn là kết quả của sự bóc lột và tận dụng nhân công từ những người da đen và tù nhân. Trên con đường dẫn tới sự nổi tiếng của mình trên phố Wall, tập đoàn thép này được biết đến không phải vì khả năng sáng tạo hay hiệu quả làm việc, mà chỉ là vì quy mô khủng khiếp trong thời kỳ Hoàng Kim. Năm 1901, tập đoàn này kiểm soát tới 2/3 sản lượng thép của cả nước và thông qua công ty tàu hơi nước Pittsburgh đã xây dựng đội tàu thương mại lớn nhất trên Great Lakes. Tuy nhiên, sự khởi đầu khó khăn với nợ nần tích tụ và lo ngại về các vụ kiện tụng chống độc quyền khiến cho Tập đoàn Thép Hoa Kỳ phải hành động một cách thận trọng. Trong khi đó, các đối thủ như Bethlehem Steel do Charlie Schwab, người từng là chủ tịch của USS, đã táo bạo hơn trong việc đổi mới và tiến xa hơn. Thị phần của USS trên thị trường bắt đầu thu hẹp xuống còn 50% vào năm 1911. James Farrell được bổ nhiệm làm chủ tịch vào năm 1911,
đánh dấu một chương mới trong lịch sử của công ty. Nhưng không chỉ là những sự thay đổi trong quản lý, vào tháng 3 năm 1908, công ty cũng thành lập Ủy ban An toàn Thép Hoa Kỳ. Cuộc họp giữa các nhà quản lý về an toàn lao động dẫn đến sự ra đời của phong trào an toàn là trên hết, một biện pháp mang tính lịch sử trong việc bảo vệ công nhân và ngăn ngừa tai nạn lao động. Việc thành lập ủy ban không chỉ là một biện pháp ngăn chặn tai nạn mà còn là sự bảo vệ cho công ty trước những lời chỉ trích và trách nhiệm pháp lý. Giai đoạn mid-century, trong cuộc chiến lớn nhất mà thế giới từng biết đến, Thế chiến thứ hai, Tập đoàn Thép Hoa Kỳ đứng thứ 16 trong số các tập đoàn của Hoa Kỳ về giá trị hợp đồng sản xuất. Trong bối cảnh một cuộc xung đột toàn cầu kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945, với tất cả các cường quốc tham gia vào hai liên minh quân sự đối lập, sản lượng thép của công ty này đã đạt đỉnh điểm hơn 35 triệu tấn vào năm 1953. Đây là một thời kỳ đầy biến động và hào hứng khi Tập đoàn Thép Hoa Kỳ trở thành điểm đến lớn của hàng ngàn lao động. Với hơn 340.000 nhân viên vào năm 1943, tạo ra một lực lượng lao động vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải lúc nào USS cũng đứng vững trước những đòn đánh từ chính phủ và công luận. Chính phủ liên bang đã thực hiện các biện pháp can thiệp để cố gắng kiểm soát công ty này. Tổng thống Harry Truman đã cố gắng tiếp quản các nhà máy thép của USS vào năm 1952 để giải quyết cuộc khủng hoảng với công đoàn của mình, United Steelworkers of America. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị tòa án tối cao ngăn chặn khi phán quyết rằng Tổng thống không có thẩm quyền theo hiến pháp để tịch thu các nhà máy. Những năm sau chiến tranh, ngành thép và công nghiệp nặng đã trải qua quá trình tái cơ cấu, khiến cho nhu cầu về lao động, sản xuất và danh mục đầu tư của USS giảm đi đáng kể. Nhiều công việc đã được chuyển ra nước ngoài và đến năm 2000, công ty chỉ còn tuyển dụng 52.500 người. Đó là một hành trình với những thăng trầm không ngừng, đánh dấu bằng những nỗ lực kiên trì và sự thích ứng linh hoạt của một tập đoàn thép vĩ đại. Thời kỳ USX. Trong những ngày đầu của thời đại của chính phủ Reagan, một chính trị gia và diễn viên người Mỹ, từng là Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ từ năm 1981 đến năm 1989. Một thời kỳ chính trị được xem là bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, các công ty thép đã trải qua những thử thách không lường trước. Trong bối cảnh cạnh tranh ác liệt từ hàng nhập khẩu, chính phủ đã áp dụng những biện pháp giảm thuế đáng kể để giúp các công ty thép cạnh tranh. Nhưng thay vì đầu tư vào việc hiện đại hóa các nhà máy của mình để thích ứng với thị trường mới, các tập đoàn thép đã chọn con đường khác, chuyển vốn ra khỏi ngành thép và đầu tư vào các lĩnh vực sinh lời hơn. Vào tháng 3 năm 1982, USS đã làm điều này bằng cách nhượng bộ và trả một số tiền lớn cho Marathon Oil, tiết kiệm được hàng trăm triệu đô la tiền thuế thông qua việc sáp nhập. Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và phản đối từ các nhà lập pháp và công đoàn lao động. Một cuộc đấu tranh gay gắt đã nổ ra khi chính phủ liên bang ngăn cản Tập đoàn Thép Hoa Kỳ mua lại National Steel vào năm 1984. Áp lực từ Quốc hội và United Steelworkers đã buộc công ty phải từ bỏ kế hoạch nhập khẩu tấm thép từ Anh. Mặc dù vậy, USS cuối cùng đã thành công trong việc mua lại tài sản của National Steel vào năm 2003 sau khi National Steel phá sản. Nhận ra cơ hội trong các lĩnh vực khác, USS đã mua lại Marathon Oil vào năm 1982 và Texas Oil and Gas vài năm sau đó. Để phản ứng với sự thay đổi này, công ty đã tổ chức lại cổ phần của mình và đổi tên thành USX Corporation vào năm 1986, với USS là một phần quan trọng của tổ chức này. Nhưng những biến động trong ngành thép không chỉ đơn giản là về kinh doanh và chính trị. Trong những năm đầu của thập kỷ 1980, một cuộc đình công ác liệt đã xảy ra khi khoảng 22.000 nhân viên của USX ngừng làm việc. Điều này đã gây ra sự đình trệ trong hoạt động sản xuất và làm giảm nghiêm trọng thị phần của công ty. Một thỏa thuận cuối cùng đã đạt được sau nhiều tháng đàm phán, nhưng không tránh khỏi sự đóng cửa của nhiều nhà máy và sự mất mát hàng nghìn việc làm. Lịch sử gần đây, ở cuối thế kỷ 20, USS đã trải qua một chuỗi biến đổi đáng chú ý. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành Thomas Usher, tập đoàn đã chuyển sự tập trung từ ngành thép sang các hoạt động năng lượng. Điều này đã đưa đến quyết định tách riêng các phần năng lượng như Marathon và các tài sản không liên quan đến thép vào tháng 10 năm 2001. Đây là lần đầu tiên USS mở rộng hoạt động của mình ra ngoại quốc bằng cách mua các hoạt động ở Slovakia và Serbia. Vào đầu những năm 2010, công ty này đã bắt đầu đầu tư vào việc nâng cấp các hệ thống phần mềm trên toàn bộ cơ sở sản xuất của họ nhằm nâng cao hiệu suất và cạnh tranh. Tuy nhiên, không phải tất cả các nỗ lực đều thành công. Vào tháng 1 năm 2012, USS đã phải bán các nhà máy của mình ở Serbia về cho chính phủ Serbia do hoạt động kinh doanh tại đây gặp khó khăn về mặt tài chính. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2014, USS đã trải qua một cú sốc khi bị loại khỏi chỉ số S&P 500, chỉ được đưa vào chỉ số S&P Midcap 400 do giá trị thị trường giảm sút. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023,
Tất cả mọi chuyện thay đổi khi Nippon Steel tuyên bố ý định mua lại USS với giá 14,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này gây ra nhiều tranh cãi, không chỉ từ phía công đoàn United Steelworkers mà còn từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã công bố ý kiến phản đối. Joe Biden tuyên bố rằng USS phải vẫn thuộc sở hữu của Mỹ, nêu rõ việc đề xuất mua lại Nippon Steel sẽ gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Tổng kết lại, USS đã từng là một trong những tập đoàn thép lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới. Sự thống trị của USS trong ngành thép Mỹ đã định hình cách mà ngành công nghiệp này phát triển, từ quy mô sản xuất đến giá cả và thậm chí cả quy định pháp luật liên quan đến ngành công nghiệp thép. USS đã đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng các công nghệ mới và hiện đại hóa ngành công nghiệp thép. Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, công ty đã giúp cải thiện hiệu suất sản xuất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần làm cho ngành công nghiệp thép trở nên cạnh tranh hơn. Tập đoàn thép Hoa Kỳ đã tạo ra một lực lượng lao động lớn, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp nặng và kinh tế nói chung. Số lượng công nhân của USS đã ảnh hưởng đến việc tạo ra cơ sở hạ tầng lao động và hỗ trợ cho các ngành công nghiệp khác như vận tải và xây dựng.